cả nhà, chào các bạn, chào tất cả, chào anh chị em và các bạn. Này mấy nè, cái này là cây chó đẻ nè, cây thuốc mình nhổ vô để mình nấu nước uống lọc gan, không có ấy chứ, nhưng mà mình cũng phải uống cho nó sạch gan, cái lọc cái gan nó sạch sẽ tốt. Cây này cây mật gấu, hôm nay là mình thu hoạch rau thơm, húng nhũi, rau thơm, rau lá tía tô để mình vô mình ăn, ăn lễ Julefor của Mỹ. Cắt cái này luôn, cắt cái cho nó nhiều quá, nhiều quá. Người ta đi chơi còn mình ở nhà, tự vì con mình với chồng mình nó là không có đi, nên mình cũng thôi ở nhà làm cả tuần lễ, có ngày lễ cả ở nhà với chồng với con, nấu đồ ăn cho chồng cho con ăn. Thay vì đi chơi mình không có đi. Nấu bún, nấu coi như là nấu nước lèo ăn bún. Giờ mình cắt rau vô để ăn kèm. Các bạn coi kênh của mình á, các bạn thích á thì bà các bạn cho mình xin một like hả, và đăng ký kênh ủng hộ một tinh thần để mình tiếp tục làm video cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn, cảm ơn cả nhà, cảm ơn. Thank you very much. Hôm nay mình thu hoạch rau này, mình đặt hết cái đám rau này luôn. Ăn rau tốt. Mùa này thì ăn đã, mùa này thì ăn thả cửa, mùa kia là coi như là mùa kia, mùa đông nó tới là rau không có, chết hết, mùa đông chết hết. Tí tô cũng tốt, ký kênh mình mừng lắm. Mình coi như kênh mình mà coi như mà nhiều người đăng ký rồi thì mình sẽ về chiến ở Việt Nam để mình quay cảnh Việt Nam du lịch, đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia, mình review lên cho các bạn cùng xem. Mình qua đây 7 năm mà chưa về Việt Nam, chồng con về rồi mà mình chưa về, chưa có chuyến nào về hết, mình lo làm không. Nên mình cũng về chuyến Việt Nam, tự mình còn ông cha mình ở Tân Hợi, mình nó là dân Phan Rang, mà ưng chồng Tấn Lộc, mà quê mình ở Tân Hợi. Mình mơ ước nó về mà chưa về. Chưa có về chuyến nào hết. Không có về thôi. Về thăm quê hương.
có ăn, mùa kia là coi như là nhiều chỉ một cái chậu gì nó dễ sản phẩm của mình đó được nhiêu đây ở nhà sản phẩm của mình tốt rồi chưa mình trồng á là nó ra mình trồng á là coi như là thấy không chỉ có tưới nước thôi mà nó tốt như thế này ăn rất là tốt cho sức khỏe đã chưa vô ăn ăn lễ người ta đi chơi lễ chứ mình không có đi chơi ở nhà nấu phục vụ cho chồng cho con đi làm cả tuần mà ngày lễ thì ở nhà phục vụ cho chồng cho con bye các bạn bye cảm ơn các bạn cảm ơn cả nhà mình nhiều cảm ơn thank you very much hẹn lại các bạn video sau see you next time leader video